Có phải chăng bạn vẫn còn đang đau đầu vì phải tìm cách tiêu diệt lũ sâu khó nhằn trên cây trồng của chính bạn? Chúng phá hoại mùa màng của bạn, làm cây của bạn trở nên suy yếu và kém năng suất hơn bao giờ hết. Lại đây, chúng tôi mách cho bạn một mẹo nhỏ, đó chính là sử dụng thuốc trừ sâu Bom 700. Đây là loại thuốc trừ sâu thuộc nhóm lân hữu cơ, thuốc có tác dụng tiếp xúc, vị độc và khả năng nội hấp mạnh mẽ, nên có thể phòng trừ hiệu quả đối với các loại sâu hại như sâu khoan hại rau đậu hay là sâu cắn lá gây hại cho cây bắp của chúng ta, sâu đục thân hại cây lương thực, hoặc là sâu xanh hại cây rau màu, sâu đo hại cây, hoặc cũng có thể là sâu vẽ bùa hại cây có múi. Và đây là loại thuốc đã được đăng ký và kiểm định rõ ràng, nên bà con có thể yên tâm mà sử dụng trên chính cây trồng của chúng ta. Một chai Bom 700 như này có thể tích là 450ml. Ta có thể pha như sau: cho 400 lít nước, phun ngừa và phun lúc sâu rầy mới xuất hiện. Nếu gặp dịch sâu rầy thì tăng liều hoặc phối trộn với thuốc bột để tăng hiệu quả lúc nhất. Quý bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 755 793 để được tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm.